Hello, xin chào mọi người. Rất vui và rất vinh dự đón tiếp mọi người đến với kênh của Xuân nha. Và hôm nay Xuân muốn giới thiệu với mọi người một món ngon mà nhanh gọn lẹ nha. Phải nói là món này ai cũng phù hợp hết nha các bạn. Và các bạn ơi, đó là món gì? Mời mọi người cùng coi Xuân làm ra sao nha các bạn ơi. Xin mời. Và đây là món mà Xuân mới vừa xào xong nè các bạn. Và bây giờ mọi người cùng theo dõi Xuân làm nha. Hôm nay nhà Xuân có hai củ su hào và một củ cà rốt. Xuân đã tranh thủ rửa sạch sẽ và cắt thành những miếng như thế này. Cắt miếng như thế này là Xuân sử dụng bằng cái đồ sắn sắn sắn, nó có cái răng cưa đó các bạn. Mình làm như vậy để cho cái món ăn của chúng ta nó thêm phần hấp dẫn và đẹp mắt ha. Và các bạn ơi, cái phần rau củ này nếu các bạn không có rau củ giống như Xuân thì cũng có thể các bạn sử dụng là rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa hoặc là giá hẹ vân vân và vân vân, có rất nhiều thứ để mình làm món xào ngày hôm nay ha. Và các bạn ơi, Xuân cũng đã chuẩn bị phần bánh phở khô. Nhà Xuân hôm nay sử dụng là bánh phở khô vì nhà Xuân có bánh phở khô, còn các bạn có cái gì thì có thể thay thế được ha. Thì Xuân đã rửa sạch chứ không cần trộn cái phần bánh phở đó, sau đó để ráo và Xuân phi hành tỏi thơm rồi Xuân trộn vô phần bánh phở. Bây giờ chúng ta hãy cùng cho vào đây để xào chung với rau củ ha. Và trong lúc mình trộn dầu hành tỏi vào phần bánh phở thì Xuân đã nêm nếm ở trong cái phần bánh phở đó, Xuân trộn cho nó đều hết rồi các bạn. Do vậy nên khi bây giờ chúng ta xào chung với rau củ như thế này, tùy các bạn ha, mình sẽ nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình. Còn với nhà Xuân thì Xuân thấy như vậy nó cũng vừa rồi. Vì xíu nữa thì chúng ta cũng có thể là làm một chén nước mắm chua ngọt, hoặc là chúng ta làm một chén nước tương chua ngọt để chúng ta ăn chung với phần bánh phở xào ngày hôm nay. Do vậy nên chúng ta không cần nêm nếm đậm đà, mặn mòi ha, chúng ta nêm lẹ thôi. Và các bạn ơi, hãy cùng xào với Xuân nha. Nói như vậy thì tất cả chúng ta cũng có thể mình linh hoạt, mình nghĩ ra ha. Cũng có thể các bạn không có bánh phở khô thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng bún khô hoặc là mì sợi, mì gói. Những gì mà mình tận dụng trong gia đình có, mình sử dụng cũng rất ok ha mọi người, chứ không nhất thiết phải giống như nhà Xuân. Vì cái phần bánh phở khô này là cái đợt dịch mà căng thẳng vừa qua đó thì Xuân được người thân trong gia đình hỗ trợ, do vậy nên cái phần bánh phở này mình để lâu sợ nó không ngon, do vậy nên hôm nay thì Xuân muốn chia sẻ với mọi người món bánh phở khô xào su hào cà rốt với cách của nhà Xuân để mọi người cùng hiểu thêm về cái món này. Thật sự thì Xuân thấy món này cũng rất là ok luôn các bạn, và cũng rất là tiện lợi luôn. Vì các bạn biết sao, nhiều khi bún khô các bạn phải trụng qua nước sôi, nhưng cái phần bánh phở này Xuân thấy là chỉ cần ngâm thôi, ngâm khoảng 5-10 phút thì cọng bánh phở nó nở ra, rồi mình để ráo như vậy là ok rồi, chứ không cần phải trụng nước sôi, nên thấy rất là tiện lợi ha. Mà có lẽ là có người đã thường ăn bánh phở khô xào như này, nhưng cũng có người thì chưa chưa ăn bao giờ. Nhưng với cách làm của ngày hôm nay, nhà Xuân sẽ giới thiệu với các bạn món bánh phở khô xào như thế này, thì chắc chắn một điều là ai cũng rất là thích luôn nha các bạn. Và trong lúc mà mình đảo phần bánh phở như thế này thì thời điểm này các bạn cũng có thể là mình nêm nếm lại cho nó vừa theo khẩu vị của gia đình. Còn với Xuân thì Xuân sẽ không nếm nữa, và lúc này thì Xuân sẽ giảm lửa nhỏ nhỏ tối thiểu luôn, và Xuân sẽ tranh thủ quay qua làm những công đoạn kế tiếp nha các bạn. Xin mời các bạn cùng tiếp tục với Xuân nha. Xin mời. Xuống có Xuân hai chỉ cây có xúc xích hai nha cây các xúc bạn, xích như thế này thôi các bạn, và xuống sẽ làm. các bạn cùng theo dõi Xuân làm nha. Và Xuân sẽ chẻ cái cây xúc xích này ra theo cái chiều dài như thế này này các bạn. Đúng ra thì Xuân dự định làm món này với cái loại xúc xích mà mình phải chiên hoặc nướng mới ăn được đó, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ hay hơn. Nhưng nhà Xuân thì lại hết cái xúc xích đó rồi, và Xuân chỉ còn cái loại xúc xích này là
xúc xích mà ăn liền, không cần phải chiên nướng gì hết á các bạn. Do vậy nên nó mềm mà sướng làm không được như ý. Chứ nếu mà chúng ta có cái loại xúc xích mà phải chiên và nướng mới ăn được á, thì cái loại đó làm cái kiểu như Xuân đang làm thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bây giờ trong nhà mình có gì thì mình làm lấy, do vậy nên Xuân đành phải làm cái này. Thì các bạn cứ làm theo Xuân, coi coi Xuân làm cái trò gì đây hen. Ngộ ngộ lắm luôn nè, tự nhiên mà trẻ trẻ xúc xích như vậy là sao ta? Sau đó thì Xuân lại cắt ra từng khúc như thế này nè các bạn. Và bây giờ Xuân sẽ để chảo lên bếp nha các bạn ơi. Khi chảo nóng thì Xuân cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn ha. Và khi cái phần dầu này nó nóng rồi, không cần nóng dữ lắm đâu các bạn ơi. Nó nóng hơi hơi thôi là Xuân sẽ cho phần là xúc xích mà mình mới vừa cắt ra đó. Xuân sẽ cho vào đây chiên. Và các bạn biết không, nếu mà mình xài cái loại xúc xích dai dai mà phải chiên nướng mới ăn được á, thì mình chiên như thế này thì cái xúc xích đó nó ngon hơn. Còn cái loại này á thì là bất đắc dĩ Xuân phải làm như thế này cho các bạn thấy thôi, chứ thật ra cái loại này là ăn liền, do vậy mình chiên nó không có đã. Và vì sao phải chiên các bạn biết không? Vì mình chẻ mấy cái đường kẻ đó đó, mình phải chiên như vậy thì nó mới nở cái đường chẻ chẻ đó ra rõ ràng để các bạn nhìn thấy nè, nó có những cái khứa rất là đẹp ha. Nếu mà chúng ta có cái loại xúc xích kia nha thì mình làm nó còn ok nữa, Xuân sẽ không làm kiểu này. Nhưng mà thôi, mình có gì thì mình chia sẻ cái nấy nha các bạn, không khác Xuân sẽ chia sẻ cái kiểu xúc xích kia ha. Rồi kế đến thì Xuân cũng chiên hai cái hột gà. Mình chiên cái dạng ốp la, nhưng mà nhà Xuân thì không có thích ăn ốp la đâu các bạn, nhưng mà Xuân muốn làm cho các bạn thấy á, là mình làm như thế này thì cái chồng đỏ nó nằm im một chỗ nhìn nó đẹp hơn ha. Thôi thì mình có gì mình làm lấy ha mọi người. Tùy tiền miễn cổ, nhà mình không có tiền nhiều thì mình ăn với những món gì mà hiện đang có trong gia đình thôi. Chứ mà đi mua nữa thì không có rồi. Quý vị ơi, không biết quý vị có còn nhớ đã có lần xuống chia sẻ với mọi người về hột gà và hột vịt. Ăn như thế nào để tốt cho sức khỏe của chúng ta? Điều mà xuống muốn nói lại ở đây là chúng ta nên ăn trứng chín hoàn toàn. Đặc biệt là trứng luộc thì sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn. Còn nếu mà chúng ta ăn sống á, hoặc là ăn như thế này nè, thì nó còn sống rất nhiều, thì những cái dưỡng chất trong hột gà này nó vào cơ thể của chúng ta không được nhiều bằng những cái quả trứng luộc hoặc là những phần trứng mà mình làm chín hoàn toàn, thì nó sẽ tốt cho chúng ta hơn. Do vậy nên hôm nay Xuân cũng ăn trứng như thế này, nhưng mà Xuân để lửa nhỏ nhỏ thôi để cho nó chín hết tất cả. Và bây giờ Xuân thấy phần trứng như vậy là chín rồi nè các bạn. Bây giờ Xuân sẽ múc vào phở xào ra dĩa nha. Wow, mọi người thấy dĩa đồ xào hấp dẫn không? Và hôm nay Xuân cũng có một hũ trà bông nè quý vị. Hũ trà bông này thì em gái thứ 11 của Xuân gửi tặng. Em cũng rất là khéo tay nha, làm trà bông Xuân ưng ý lắm luôn, ngon lắm luôn. Cảm ơn em 11 nha. Các bạn thấy đó, trong nhà mình có gì thì mình sử dụng nấy thôi, cũng khá là ok ha. Quá đã, quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Nhưng các bạn biết nó còn thiếu gì không? Thiếu một chút màu xanh xanh. Phải nói là nếu mà nhà các bạn có hành ngò hoặc cần tàu thì mình để lên đây, thì nó trước mắt là chúng ta sẽ cảm thấy nó hấp dẫn và đẹp mắt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ ăn ngon hơn. Nhưng nhà Xuân thì chỉ tận dụng với những gì mà trong nhà đang có thì Xuân sử dụng thôi. Do vậy Xuân chỉ có nhiêu đây thì Xuân làm nhiêu đây ha. Và bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với nhà Xuân với món bánh phở khô xào.
su hào, cà rốt với những nguyên liệu mà mình đang có. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè? Xin mời mọi người nha. Ngon lắm các bạn ơi. Dĩa này thì Xuân làm cho con trai nè quý vị. Quý vị biết không, con trai của Xuân thì khoái ăn tương cà, tương ớt và sốt mayonnaise lắm. Do vậy cái phần ăn này thì Xuân cũng cho lên đây một chút tương ớt. Bên cạnh đó Xuân cũng làm một chén nước tương cho con trai ăn. Tại vì con trai cũng ăn khá mặn luôn á quý vị. Quá đã luôn, đã luôn hen. Và như vậy là video của Xuân đến đây đã kết thúc rồi. Lời cuối cùng Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của Xuân. Mến chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc. Quý vị thấy video này hữu ích xin hãy cho Xuân một like, một share và một đăng ký để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Năm Xuân nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye, bye bye bye.